Hiệp định Rơn Ẻ Ve cắt đôi hình đất nước, kéo theo một cuộc di dân từ Bắc vào Nam, với quy mô chưa từng có, kể từ ngày lập quốc. Những người di dân ấy đã mang theo ngôn ngữ, văn hóa đặc trưng vùng, miền về nơi định cư mới. Và trong dòng người đó, có rất nhiều văn nhân, nghệ sĩ tài năng. Có thể nói, cái ngôn ngữ, văn hóa này ảnh hưởng ít, nhiều đến tâm hồn những văn nghệ sĩ phương Nam. Tô Thủy Yên là một trong những nhà thơ chịu ảnh như vậy, và ngay từ buổi đầu đến với thi ca, nhất là từ khi ông tham gia sáng lập tạp chí Sáng Tạo ở Sài Gòn cùng với những thi sĩ, văn nhân đất Bắc như Mai Thảo, Doan Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sĩ Tế, Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Duy Thanh. Do vậy, đọc Tô Thủy Yên, ta có thể thấy, dường như ông đã trộn ngôn ngữ, văn hóa của cả ba miền Bắc Trung Nam vào những trang thơ của mình, để làm nên ngôn ngữ thơ bác học, sang trọng, không thể lẫn lộn với bất cứ nhà thơ nào khác. Thông thường khi đọc một tác phẩm nào đó, một chút lưu tâm, ta có thể nhận ra quê quán nơi sinh trưởng của tác giả, thông qua ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng cũng giống như nhà thơ Luân Hoán, đọc Tô Thủy Yên, quả thật khó có thể nhận biết quê quán, nơi sinh trưởng của ông qua những đặc tính trên. Tuy đến với thi ca sớm, nhưng Tô Thủy Yên viết không nhiều. Cho đến nay, ông mới in ấn, xuất bản 2 thi phẩm, Thơ Tuyển 1995 và Thắp Tạ 2004 ở hải ngoại. Cùng với nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, Tô Thủy Yên là một minh chứng làm sáng tỏ cho một nhận định, có người cả đời làm và in thơ, nhưng không bao giờ thành thi nhân, và có người chỉ cần một tập hay một bài thơ đã trở thành thi sĩ. Và không dừng lại ở đó, Tô Thủy Yên còn là một nhà thơ lớn tên tuổi trên thi đàn Việt cũng như quốc tế. Nói Tô Thủy Yên là nhà thơ lớn, chắc chắn không phải bởi số lượng tác phẩm đồ sộ như Võ Phiến hay Du Tử Lê, mà do tư tưởng, nghệ thuật sáng tạo cũng như nhân cách sống của ông. Tô Thủy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định. Ông đến với thi ca vào những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước. Ông có một thời gian học Đại học Văn khoa Sài Gòn. Năm 1963, Tô Thủy Yên trở thành sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau chiến tranh, ông bị bắt và tù đày suốt 13 năm. Hiện ông đang sống và viết tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhìn vào những biến cố đau thương của đất nước, ta có thể thấy, cũng như những nhà thơ, người lính cầm súng khác, thi ca Tô Thủy Yên được viết và chia thành 3 giai đoạn: 20 năm cuộc chiến huynh đệ tương tàn, rồi đến những năm tháng tù đày và cuộc sống nơi đất khách quê người. Người lính qua hình tượng nghệ thuật, cánh đồng, con ngựa, chuyến tàu không phải là bài thơ đầu của Tô Thủy Yên, nhưng nó là cái mốc khởi đầu cho ông bước chân vào làng văn. Bài thơ Thất Ngôn này, ông viết năm 1956, gây sự chú ý cho người đọc cũng như giới cầm bút lúc đó bởi tính mới lạ của nó. Tuy nhiên, với tôi, đây không phải là bài thơ hay của Tô Thủy Yên. Cái hữu hạn của cuộc sống, con người dường như là tư tưởng nhất quán xuyên suốt sự nghiệp sáng tạo của Tô Thủy Yên. Và Cánh Đồng, Con Ngựa, Chuyến Tàu là bài thơ mang tính triết lý như vậy, mà ngay từ ngày đầu cầm bút ông đã gửi đến người đọc. Có thể nói, Tô Thủy Yên có cái nhìn quan sát tỉ mỉ để đi đến sự liên tưởng khá thú vị. Vâng, sức lực, nhanh chậm hiện hữu đều nằm trong cái quy luật của tự nhiên. Và vết chấm nâu ấy chính là điểm dừng của vòng quay trong bức tranh của thiên nhiên, vũ trụ vậy. Tuy nhiên, dù Tô Thủy Yên có dày công với thủ pháp xếp vần và hoán đổi vị trí âm ngữ trong thơ, nhưng nếu không có câu thơ kết, ngựa ngã lăn mình mướt như cỏ trên chấm giữa nền nhung một vết nâu, tạo nên bố cục của bức tranh hay tứ của một bài thơ, thì những câu thơ trên chỉ là những câu nói thường nhật mà thôi. Trên cánh đồng hoang thuần một màu, trên cánh đồng hoang dài đến đôi tàu chạy mau mà qua rất lâu, tàu chạy mau, tàu chạy rất mau, ngựa rượt tàu, rượt tàu, rượt tàu, cỏ cây, cỏ cây lùi chóng mặt, gò đồng cao rồi thung lũng sâu, ngựa thở hào hển, thở hào hển, tàu chạy mau, vẫn mau, vẫn mau, mặt trời mọc xong, mặt trời lặn, ngựa gục đầu,
gục đầu. Gục đầu, cánh đồng, a, à, cánh đồng sắp hết. Tàu chạy mau, càng mau, càng mau. Ngựa ngã lăn mình mướt như cỏ, chấm giữa nền nhung một vết nâu. Có thể nói, Tô Thủy Yên có sở trường về thơ thất ngôn. Ông rất dụng công làm. Mới không chỉ về nội dung hình thức nghệ thuật, mà còn khắt khe về chọn lọc ngôn từ. Do vậy, thơ Tô Thủy Yên không chỉ đọc một lần, mà buộc ta phải suy nghĩ, và đọc nó, ta thấy nặng nhọc, không kém gì tác giả viết ra nó. Nói thơ Tô Thủy Yên không dành cho người đọc hời hợp là vậy. Nói về người lính, từ trước đến nay, chúng ta thường nhớ đến Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, mà dường như quên mất bài Qua Sông của Tô Thủy Yên. Với tôi, đây là một trong những bài thơ bi thương và hay nhất của thi ca Việt viết về người lính trong chiến tranh. Ngoài giá trị về mặt tư tưởng, Tô Thủy Yên còn cho ta thấy tài năng nghệ thuật sử dụng từ ngữ với lối so sánh ẩn dụ rất mới lạ, lấy nỗi nhớ để đo khoảng cách. Con đường đáo nhậm xa như nhớ, cùng những từ có âm đôi, âm kép, châu, thổ mang mang trời nước sát, hoặc từ ngữ ghép mới, hoán chuyển độc đáo từ danh từ thành tính từ, mưa lâu trời mốc buồn hôi xưa. Nó làm cho câu thơ sắc và sinh động. Với thủ pháp nghệ thuật này, sau này nhà thơ Trần Mạnh Hảo sử dụng rất thành công trong trường ca Đất Nước Hình Tia Chớp. Chỉ nhìn vào móng chân thôi trên biết em đã lội qua thời trẻ trung. Nếu trời mốc trong câu thơ của Tô Thủy Yên, từ danh từ chuyển thành tính từ, thì đọc từ lội trong câu thơ của Trần Mạnh Hảo cũng hoán chuyển thành tính từ. Và cả hai đồng lột tả sự buồn thảm, xót xa. Có thể thấy, đây là một trong những đặc tính nghệ thuật tiêu biểu của Tô Thủy Yên. Ta hãy đọc lại đoạn trích dưới đây để thấy được cái tàn nhẫn của chiến tranh, cũng như số phận bi thương của người lính. Đò nghẹn đoàn quân xa tiếp viện, mưa lâu trời mốc buồn hôi xưa, con đường đáo nhậm xa như nhớ, chiều mập mờ siêu lạc dáng cò, châu thổ mang mang trời nước sát, hồn chừng hưu hắt nỗi không tên, tiếp tế khó đôi lần phải lục, trên người bạn gục đạn 10 viên di tản, khó sâu dòi lúc nhúc trong vết thương, người bạn nín rên người chết mấy ngày chưa lấy xác, thây sình mặt nát lạch mương tanh, qua sông khổ kết. Bài thơ tác giả bất ngờ đổi thủ pháp nghệ thuật từ thất ngôn chuyển sang thể lục bát, làm cho câu thơ trở nên mềm mại ngân nga như những lời du mình, du đồng đội, du cho đất nước trong cơn khổ đau vậy. Đây cũng là sự độc đáo của bài thơ. Tuy nhiên, với thủ pháp này, ta đã bắt gặp ở Đến Hương Phấn Mê Linh, hay Tìm Bóng Tử Thần trong thơ Đinh Hùng. Nao nao mường tượng bóng mình mịt mùng, coi tới u minh tiếng rền xuống đò, đời đã bỏ quên một sông nước lớn trào lên mắt người. Qua sông, nếu hình ảnh người lính trong thơ Nguyễn Bắc Sơn hiện lên với khẩu khí ngang tàng và bất cần, khi tao đi lấy khẩu phần trên mày đi mua rượu đế nùng cho tao, trên chúng mình nhậu đế trừ hao, trên 7 ngày sắp đến nghêu ngao trong rừng mai, ta đụng trận ta còn sống, trên về ghé sông mau phá phách, chơi trên chia sớt nỗi sầu, cùng gái điếm trên đốt tiền mua vội một ngày vui. Thì người lính ấy trong thơ Tô Thủy Yên tuy khí chất trời nam, nhưng vẫn mang mang nét hảo sĩ trí thức. Thật vậy, đọc anh hùng tận một bài thơ tự sự, kể về một chiều nghỉ chân trên đường hành quân, tác chiến, không có khói bom và tiếng súng, nhưng dường như người đọc vẫn cảm được cái chết, có thể ngày mai, đang đến rất gần với người lính. Thông qua hình tượng ẩn dụ, bạn hỏi thăm ta cho có lệ trên cuộc đời binh nghiệp, ta cười bung, trên còn 10 tháng nữa lên trung úy trên, có thể ngày mai chữa biết chừng. Và có thể nói, anh hùng tận cũng là một trong những bài thơ điển hình về tài năng sử dụng các biện pháp tu từ với câu thơ vắt dòng, cùng dấu chấm ngắt câu độc đáo, gây bất ngờ cho người đọc trong thơ Tô Thủy Yên. Dựng súng trường cởi nón sắt đơn vị, dừng quân chọn buổi chiều, chọn buổi chiều, ta nhậu nhẹt mồi chẳng bao nhiêu, rượu rất nhiều đây ngã ba sông, làng sát nước xuồng ba lá đậu kế chân bàn, ta gạn răm lời thơ tặng bạn, dấu từ lâu bỏ việc văn chương thiệt, tình tên bạn ta không nhớ, nhưng mà trong mặt thấy quen quen hề chi, ta uống cho say đã nào có ra gì một cái tên. Tới đây toàn những tay hào si sống chết, không làm thắt ruột gan, cũng không ai nhắc về thân thế có vợ con, mà như độc thân bạn hỏi thăm ta cho có lệ cuộc đời binh nghiệp, ta cười bung, còn 10 tháng nữa lên trung úy, có thể ngày mai
chửa biết chừng, dường như thoáng một chút bi quan, nhưng hình ảnh người lính trong thơ Tô Thủy Yên vẫn hiện lên một cách hồn nhiên và sảng khoái. Ta chắt cho nhau giọt rượu xót tưởng đời xót chút thiếu niên đây giờ cất quân, đưa tay bắt ước cõi âm còn gặp để say. Anh hùng tận, tôi biết. Và đọc Trường Sa Hành của Tô Thủy Yên khi đi sâu vào tìm hiểu thể thơ hành. Tô Thủy Yên viết bài thơ này khi ra thăm đảo vào tháng 3, 1974. Ngay sau khi giặc Trung Quốc đánh Hoàng Sa, với tôi, Trường Sa Hành là bài thơ viết về biển đảo hay nhất từ trước đến nay của nền văn học Việt Nam. Và có thể nói, Trường Sa Hành không chỉ có giá trị về văn học, mà còn giá trị về mặt lịch sử. Đọc Trường Sa Hành, có lẽ ta cũng nên nhắc lại một chút về thể thơ này, viết về chiến tranh, người lính có lẽ không có thể thơ nào truyền tải và lột tả hết cái bi thương bằng thể thơ hành. Hành thuộc thơ cổ, có xuất xứ từ Trung Quốc, thường viết theo thể thất ngôn hoặc ngũ ngôn, dài ngắn tùy thuộc tâm trạng, cảm xúc của tác giả. Nó là thể thơ khó nhằn, khó viết. Nhìn chung, các nhà thơ Việt rất ít hoặc ngại sử dụng thể loại này. Đã đọc khá nhiều thơ thể hành, nhưng quả thực, còn đọng lại trong tôi không nhiều. Bởi, tuy từ ngữ, khẩu khí trong thơ mang tính tự do, phóng khoáng, nhưng để đạt đến cái đỉnh bi tráng, thực sự lay động lòng người, không phải nhà thơ nào cũng làm được. Tôi cho rằng, kể từ khi có thơ mới đến nay, Trường Sa Hành của Tô Thủy Yên cùng với Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, Hành Phương Nam của Nguyễn Bính, Biên Cương Hành của Phạm Ngọc Lư và Đau Thương Hành của Thế Dũng là những bài viết theo thể hành hay nhất. Thật vậy, cuộc sống gian khổ của người lính dưới cái điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên đã được tác giả nhân cách hóa bằng hình tượng. So sánh đảo trôi, đảo trôi là từ mới của Tô Thủy Yên, và vân thủ phát hoán chuyển động từ trôi sang tính từ trong câu thơ Đêm Nằm Còn Tưởng Đảo Trôi Đi, chỉ cái hữu hạn của sức người dưới cái khắc nghiệt khôn cùng của thiên nhiên. Nhiều lần tôi đã viết thơ hay khoát phải có từ mới hoặc cụm từ mới. Từ hay cụm từ mới không có nghĩa người viết chế nghĩ ra, mà do cách sử dụng từ ngữ. Nhiều từ cụm rất cũ, nhưng người viết đặt hoặc ghép trong câu đúng văn cảnh nào đó, gây bất ngờ cho người đọc. Nó trở thành câu mới, nghĩa mới. Nhà thơ tài năng, ngoài kiến thức ra, dứt khoát phải là người có trí tưởng tượng và sự liên tưởng phong phú. Vâng, Tô Thủy Yên là một nhà thơ tài năng như vậy. Có thể nói, ông là nhà thơ hàng đầu về làm mới ngôn ngữ và thi pháp. Sự nhào trộn giữa mới và cũ mang mang hồn cổ phong ấy đã đưa câu thơ tưởng chừng dân dã trở nên sang trọng. Ta hãy đọc lại đoạn trích dưới đây để thấy rõ cái gian khổ, bi ai của người lính đảo, cũng như tài năng làm mới thơ thất ngôn của thi sĩ Tô Thủy Yên. Trường Sa, Trường Sa, đảo choánh choáng, thăm thẳm, sầu vây trắng bốn bể lính thú mươi người là sóng nước đêm nằm còn tưởng. Đảo trôi đi mùa đông bắc, gió miên man thổi khiến cả lòng ta cũng rách. Ưa, 400 hải lý nhớ không tới ta khóc cười như tự bạo hành. Dập dật, vác khòm lưng nhẫn nhục đường thân thế lỡ, cố đi nhanh sóng thiên. Cổ khóc, biển tang chế hưu hạn nào không tủi nhỏ nhoi. Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ nên tưởng trùng dương khóc trắng trời. Trường Sa Hành, đắng cay, gian khổ là thế, nhưng dường như không riêng Tô Thủy Yên, mà nhà thơ quân đội nào cũng vậy, luôn có cái nhìn nhân bản và khách quan về chiến tranh. Nếu lòng nhân đạo, trong thơ Nguyễn Bắc Sơn chỉ gói gọn ở hai người lính đối đầu, ta bắn chúng ngươi vì ngươi bạc phước trên vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi, thì sự nhân đạo, cảm thông trong thơ Tô Thủy Yên rộng lớn và khai mở hơn. Ông gọi tên, lột mặt một cách mỉa mai những kẻ mê hoặc, đứng sau cuộc chiến, ta thương ta yếu hèn trên ta thương ngươi khở khạo trên nên cả hai cùng cam phận quay cuồng trên nên cả hai cùng mắc đường lịch sử trên cùng mê xa một con đi thập thành và chiều trên bến Tam Giang là một bài thơ đầu thoại như vậy của Tô Thủy Yên. Bài thơ được viết theo thể tự do và chia làm 3 đoạn, và mỗi đoạn là một bài thơ hay, hoàn toàn có thể đứng độc lập. Đây là bài thơ điển hình nhất về sự dung hòa ngôn ngữ vùng miền trong thơ Tô Thủy Yên. Nếu không biết Tô Thủy Yên người Sài Gòn Gia Định, thì có lẽ ai cũng nghĩ tác giả phải là người Huế hoặc Hà
Nội. Phần 2 của bài thơ được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ thành bản nhạc nổi tiếng cùng tên. Thông qua tình yêu và nỗi nhớ, Tô Thủy Yên đã giải bày về cuộc chiến với tư tưởng bi quan, chán trường. Thật vậy, chiến tranh đã vào thành phố, len vào nơi chúng ta thường hẹn gặp, để rồi chỉ còn những ghế bàn quạnh quẽ, cô đơn. Đọc bài thơ này của Tô Thủy Yên, chợt làm tôi nhớ đến câu thơ rất hay của Ngô Thanh Hoàn: chiến tranh cắn vào mê ngón cháy em ngồi. Vâng, chiến tranh cháy vào trong lòng thành phố, nhưng thi sĩ Tô Thủy Yên vẫn lãng mạn hóa tình yêu và cuộc sống qua những lời độc thoại của mình. Có thể nói, chính sự dung hòa ngôn ngữ đã làm nên lời thơ nhẹ nhàng và tuyệt đẹp này. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi nép hàng hiên sương mướt nhìn bong bóng nước chảy trên hè như những đóa hoa nở gấp rút, rồi có thể em vào một quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn gặp, buông tâm trí bập bềnh trên những đợt lao sao giữa những đám ghế bàn quạnh quẽ, và người lính của triều trên bến Tam Giang không trở về để em thành quá buộc rời bỏ quán nước quen, em chạy tìm anh ngoài coi gió. Nếu ta đã đọc làm dâu của nhà thơ người lính chiến bên kia chiến tuyến Trần Mạnh Hảo, mỗi khi chim lợn kêu dồn trên khói hương khấn gió Trường Sơn tìm mộ trên đêm về đội lén khăn xô trên thương người nằm khoác ba lô mối đùn, thì mới hiểu hết nỗi đớn đau với tiếng kêu hoan khóc của người đàn bà quá bùa trong thơ Tô Thủy Yên. Và xin nhắc lại bài thơ của Trần Mạnh Hảo để chứng minh thêm một điều: chiến tranh dù ở phía nào đi chăng nữa, sự đớn đau ấy đều giống nhau và bao giờ cũng thuộc về những người mẹ và những người vợ. Có thể nói, Tô Thủy Yên viết quá bùa không chỉ bằng cảm xúc mà còn bằng lý trí của mình. Và đã lâu lắm rồi tôi mới được đọc những câu thơ mới lạ với hình ảnh ẩn dù hay đến rợn cả người. Như vậy, ngọn đèn hư ảo trong linh vị trên tháp trắng thời gian mái tóc em, đọc nó chợt làm tôi nhớ đến cảm xúc khá tương đồng trong bài Biển Hoàng Hôn của mình viết đã lâu: sóng bạc đầu mang cả màu tóc em. Quá bùa là bài thơ cô đọng bố cục khá chặt chẽ, từ siêu hình trở về hiện thực. Tô Thủy Yên đưa người đọc chìm vào nỗi đau với những câu thơ đập tính ước lệ, tượng trưng. Ta cùng đọc đoạn trích dưới đây để thấy rõ điều đó: con chim nhào chết khô trên cửa, cửa đóng muôn ngàn năm bạt âm, như đạo bùa thiêng yểm cổ mộ, sao người khai giải chưa về thăm, em chạy tìm anh ngoài coi gió, lửa oan khúc giỡn cười ghê hồn, tiếng kêu đá lở long thiên cổ, cắt loạn muôn trùng xóa dấu chôn, ngọn đèn hư ảo trong linh vị thắp trắng thời gian mái tóc em, tim đập duỗi ngoài thân nỗi lạnh hồn, xa con đóm lạc sâu đêm, là nhà thơ quân đội. Do vậy thơ Tô Thủy Yên luôn đồng hành cùng người lính, ông đã trải lòng mình, lòng đồng đội lên những trang viết của mình. Tính xã hội cũng nóng bỏng trong thơ ông: cuộc cờ kỳ lạ không bày tướng trên ăn sạch quân, trừ lính được thua nhận ra chân tướng và nước cờ ấy. Tô Thủy Yên chán trường, luôn mơ ước trở về với tuổi thơ, trở về người thi sĩ đích thực. Hề, ta trở lại gian nhà cỏ trên giữa cánh đồng không, bên kia sông trên vầng trăng, ta thấy thời thơ ấu trên mọc lại cho ta thủa xế tàn. Nhưng ước nguyện ấy của thi sĩ chỉ là một giấc mộng trên chiều phá Tam Giang mà thôi. Từ giam hãm tù đầy đến tấm lòng nhân bản vị tha, chiến tranh chấm dứt, thời thế xã hội đảo lộn tùng